Thưa quý vị khán giả, ngày mai 11 tháng 7 là ngày dân số thế giới. Trong các vấn đề dân số toàn cầu nổi lên hiện nay, thì mức sinh giảm đang là một thách thức với nhiều quốc gia và Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Thực trạng này không chỉ tác động đến cấu trúc dân số mà còn dẫn đến những hệ lụy sâu rộng đối với nền kinh tế, xã hội và chính sách an sinh. Những năm gần đây, tỷ lệ sinh ở Việt Nam có xu hướng giảm rõ rệt. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ lệ sinh toàn quốc vào năm 2023 là khoảng 1,96 con trên một phụ nữ, giảm so với mức là 3,6 con trên một phụ nữ vào năm 1989 và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam đang ở mức thấp nhất ở khu vực Đông Nam Á, tương đương khoảng 2 con trên một phụ nữ. Các chuyên gia đánh giá với tỷ lệ sinh giảm, lực lượng lao động trẻ sẽ ngày càng thiếu hụt, số lượng người trong độ tuổi lao động cũng giảm, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng của đất nước. Sự giảm tỷ lệ sinh dẫn đến cơ cấu dân số thay đổi, với tỷ lệ người già ngày càng tăng. Dự báo đến năm 2050, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên sẽ chiếm khoảng 20% dân số, trong khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động là từ 15 cho đến 64 tuổi sẽ giảm. Sự thay đổi này đặt ra áp lực lớn về hệ thống chăm sóc y tế và bảo trợ xã hội, đòi hỏi phải có các giải pháp kịp thời và hiệu quả để ứng phó. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước. Trong vòng 10 năm qua, tính từ năm 2013 đến năm 2023, tỷ suất sinh của Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 1,68 con một phụ nữ xuống còn 1,32 con. Tình trạng già hóa dân số do giảm tỷ suất sinh đã được cảnh báo từ lâu khi mà chúng ta có chứng kiến thời điểm thành phố đạt mức dân số vàng với hơn 75% dân số ở độ tuổi lao động. Nhưng dù có nhiều nỗ lực, vẫn còn nhiều người ngại sinh con thứ hai. Vừa hết giờ làm việc, chị Phương Thanh vội vã về nhà để kịp đưa con gái đi học búa. Từ khi bé mới 3-4 tuổi, hai vợ chồng chị đã có kế hoạch sinh bé thứ hai. Nhưng hết dịch bệnh, rồi những biến cố về công việc, sức khỏe đã khiến kế hoạch liên tục bị đình lại. Vì vậy mà cô bé Thanh Nhi dù ngày nào cũng đòi mẹ sinh thêm em bé, nhưng chờ mãi vẫn chưa có. Mẹ của con thì nói, trời ơi đâu có thời gian để chăm sóc đâu mà. Đã có một đứa là đã mệt rồi, có thêm hai đứa nữa chắc quải không quá. Với chị Thành, còn nhiều mối lo nghĩ khác nữa cho quyết định sinh con thứ hai khi mà năm nay đã 35 tuổi. Một năm là thêm tuổi, có một năm là thêm tuổi thì cái sức của mình tự mình biết là không có còn tốt để mà mình sinh nó ra. Có nhiều cái để em phải suy nghĩ để mà mình có nên thêm một đứa nữa hay không, hay là đã đủ một đứa rồi. Thì mình cũng biết là nếu mà một đứa thì sau này gánh nặng về nó rất là nhiều. Áp lực của mình về kinh tế phải nhân đôi. Mình có thể lo được việc học cho nó mà lo được về sau cho mình, để mình tự lo cho mình, để mình không có áp lực cho nó. Theo thống kê của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố, trong những năm qua, phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh ít sinh con thứ hai, còn có nguyên nhân từ tình trạng vô sinh thứ phát gia tăng do việc sinh con đầu khi đã lớn tuổi và tỷ lệ nạo phá thai cao. Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò của một siêu đô thị thì mức sinh hiện tại được đặt vào tình trạng báo động đỏ. Già hóa dân số mang lại rất nhiều những hệ lụy lâu dài cho mục tiêu phát triển, chính sách khuyến sinh của thành phố. Vì vậy, hơn lúc nào hết cũng cần phải có những sự thay đổi, thích ứng. Trạp chiếu bóng của gia đình 8 người con. Trailer này đã được phát tại 40 rạp chiếu phim trong hệ thống CGV tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính là điểm mới nhất trong chiến dịch truyền thông sáng tạo và tác động trực tiếp đến giới trẻ. Cùng với đó, tháng 7 này cũng sẽ bắt đầu hàng loạt hoạt động truyền thông đích đến cộng đồng. Đây chính là cách Thành phố Hồ Chí Minh rút kinh nghiệm từ hiệu quả không như mong đợi khi chỉ đầu tư mạnh vào kinh tế để khuyến sinh tại một số quốc gia trên thế giới. Câu chuyện của mỗi người. Cái việc sinh con này á thì nó là cái nhu cầu và mong muốn chính đáng của các cặp vợ chồng. Do đó, người quyết định số con và người quyết định là sẽ sinh hai con hay không chính là các cặp vợ chồng. Do đó thì các cặp vợ chồng phải có được cái nhận thức này thì họ mới đồng thuận trong cái việc mà chính sách khuyến sinh của mình được. Còn với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về vấn đề dân số, giáo sư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với những nguyên nhân khiến phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và một số tỉnh thành ở phía Nam nói chung có mức sinh thấp thì cần có một giải pháp căn cơ và mạnh mẽ hơn sau 3 năm thực hiện chiến lược dân số quốc gia đến năm 2030. Và điều này không chỉ nỗ lực của thành phố là đủ. Phụ nên có sơ kết 3 năm thực hiện chiến lược này và báo cáo Quốc hội vào cuối năm để chúng ta có quyết sách về chính sách kịp thời. Bởi nếu không có quyết sách về chính sách thì làm không được, vẫn chỉ là chủ trương thôi. Nên có một ủy ban quốc gia
về phát triển dân số bền vững và gia đình hạnh phúc. Gia đình không hạnh phúc thì đừng nói gì về dân số nữa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét giảm học phí tất cả các cấp học trong năm học 2024-2025, mức cao nhất đến 5 lần so với năm học trước. Cùng với đó là gói dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh được tăng cường thực hiện từ vài năm trở lại đây. Đây là những hỗ trợ bên cạnh chính sách tặng thưởng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mà Bộ Y tế khuyến nghị các địa phương có mức sinh thấp thực hiện. Đây chính là giải pháp đồng bộ và toàn diện cho vấn đề, không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành y tế. Mức sinh thấp, già hóa dân số hay khủng hoảng nhân khẩu học là những vấn đề đặt ra nan giải với nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và nhiều quốc gia châu Âu. Ngay cả với Trung Quốc vốn nhiều năm nắm giữ vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới, thì một vài năm trở lại đây cũng phải đối mặt với tình trạng là rõ ràng giảm mức sinh. Còn tại Việt Nam, dù mới bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm mức sinh, nhưng cần có những giải pháp hiệu quả và kịp thời để ứng phó. Dự thảo luật dân số đang được xây dựng có đề xuất 4 biện pháp nhằm khuyến khích sinh đủ 2 con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Trong đó, đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, lứa tuổi mầm non và tiểu học. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ về tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Xây dựng môi trường, cộng đồng phù hợp, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, chăm sóc và nuôi dưỡng con tốt, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình. Và cuối cùng là quy định trách nhiệm xã hội của mỗi người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ. Ai cũng biết rằng là kết hôn và sinh con là chuyện của mỗi cặp vợ chồng được pháp luật công nhận. Chuyện sinh nhiều hay ít cũng là quyết định riêng của mỗi gia đình, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là sức khỏe hay điều kiện tài chính kinh tế. Nhưng kết hôn và sinh con, chuyện của mỗi nhà cũng sẽ quyết định tới tương lai của quốc gia và dân tộc. Hy vọng rằng với những chính sách khuyến sinh mới sẽ tạo thêm động lực cho nhiều cặp vợ chồng trong việc sinh con.